Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Người đẹp Thanh Khoa xuất sắc đăng quang Hoa hậu sinh viên thế giới 2019. Tối nay 18 tháng 12, đêm chung kết cuộc thi Miss World University Hoa hậu sinh viên thế giới chính thức diễn ra tại Jeju, Hàn Quốc. Điều bất ngờ xảy ra, vượt qua hơn 70 người đẹp khác, Nguyễn Thị Thanh Khoa, đại diện Việt Nam xuất sắc giành được chiếc vương miện Miss World University Hoa hậu sinh viên thế giới 2019. Âm thầm đi thi nhưng Thanh Khoa không làm cho mọi người thất vọng. Nguyễn Thị Thanh Khoa hiện đang theo học chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại trường đại học Hồ Tết. Thân Hoa hậu sinh viên thế giới 2019 Thanh Khoa sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông cùng với số đo 3 vòng đạt chuẩn, lần lượt là 82, 64, 92, sở hữu chiều cao 1m77. Cô hiện còn đang là người mẫu tự do. Thanh Khoa không kìm được những giọt nước mắt trong giờ khắc đăng quang, chia sẻ sau khi giành được chiến thắng. Thanh Khoa từng lọt vào top 15 chung cuộc Miss World Việt Nam 2019 và trở thành một trong những thí sinh gây ấn tượng truyền cảm hứng tại cuộc thi này. Trong suốt quá trình tham dự cuộc thi Hoa hậu sinh viên thế giới, Thanh Khoa được đánh giá rất cao. Miss World University là sân chơi sắc đẹp dành cho tất cả các nữ sinh đang theo học tại các trường đại học trên toàn thế giới, với mong muốn tìm ra gương mặt phù hợp với tiêu chí về nét đẹp cũng như trí tuệ của sinh viên. Cuộc thi được tổ chức thường niên tại xứ sở Kim Chi, ước tính mỗi năm thu hút sự tham gia của khoảng 70 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Chiến thắng của Thanh Khoa khiến nhiều người bất ngờ, xen lẫn tự hào. Mặc dù không quá ồn ào hay được truyền thông chú ý, nhưng khi đi thi, nhờ sự cố gắng và nỗ lực hết mình đã giúp cô chinh phục được chiếc vương miện của cuộc thi Hoa hậu sinh viên thế giới 2019. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.